tập tiếp theo trong Vua Đầu Bếp. Ba ứng viên tài năng sẽ cùng thi tài trong vòng thi bán kết với thử thách chiếc hộp bí mật cuối cùng hết sức ngọt ngào. Ở phần thi loại trường để tìm ra hai ứng viên có mặt trong trận chung kết gay cấn. Một chút thiếu sót cũng có thể làm tan giấc mơ Vua Đầu Bếp của bất kỳ ứng viên nào. Sự loại trừ luôn là điều đáng sợ. Đón xem Vua Đầu Bếp Việt Nam để cùng tiếp lửa tình yêu nấu nướng cho chính căn bếp gia đình bạn. Rất tiếc